Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Hôm nay sẽ là một cái video khá là đặc biệt mình muốn làm để mà kỷ niệm ngày mình tròn 30 tuổi. Thì mình đã quyết định là mình sẽ chia sẻ 30 điều mà có thể các bạn chưa biết về mình. Tại vì mình nghĩ là cái kênh của mình thì cũng đã lập hơn một năm rồi. Và đối với những cái kênh khác thì cái lượng subscriber của mình thì cũng khá là nhỏ bé thôi. Nhưng mà đối với bản thân mình á, thì con số mà 5.000 mấy người, 5.000 mấy anh em á, thì cũng là một con số khá là lớn. Cho nên là mình nghĩ đây cũng là một cái dịp đặc biệt để mà mình chia sẻ một chút xíu về bản thân mình, để cho các bạn hiểu thêm về mình. Đầu tiên đó là họ tên đầy đủ của mình. Thì đây là một cái điều mà mình rất là hiếm khi nhắc tới, tại vì mình không thích chữ thị trong tên của mình. Nhưng mà tại vì đó là tên của ba mẹ đặt, với lại là cũng đã theo mình rất là nhiều năm rồi á, nên là bây giờ nếu mà đổi thì rất là rắc rối. Lúc mà đi học thì bạn bè mình cũng hay trêu là thị này thị kia. Ban đầu thì mình cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng mà dần dần thì mình cũng cảm thấy quen với điều đó rồi, nên là sau này mình thấy tên mình rất bình thường thôi. Với lại là sau này khi mà mình đi làm ở công ty nước ngoài và bây giờ sống ở nước ngoài á, thì người ta chỉ quan tâm tới cái tên và cái họ của bạn, chứ còn cái tên đệm thì người ta cũng không biết là nó hay hay dở gì cả đó. Nhưng mà nói chung thì mình chỉ cần mọi người nhớ tới mình là Giang Tình, hoặc đơn giản là Giang là ok là rồi. Ngày tháng năm sinh của mình thì cũng là một điều khá là đặc biệt. Thực tế thì mình sinh vào ngày 4 tháng 2 năm 1992, tức là vào ngày mùng 1 Tết năm 1992 á. Thì mình nghe mẹ mình kể rất là nhiều lần, đó là cái lúc mà giao thừa á, thì mẹ mình vẫn kiểu nhỡn nhơ xong rồi làm cơm cúng này kia á. Nhưng mà sau khi qua giao thừa xong rồi dọn dẹp xong xuôi thì mẹ mình bắt đầu đau bụng và kiểu trở dạ, và mình đã ra đời vào gần 3 rưỡi sáng ngày mùng 1 Tết đó. Và mình thì được ba mẹ mình cho đi học sớm một năm, tức là mình đã đi học với các bạn 1991. Và lúc đó thì cô giáo của mình á, cô cứ nghĩ là cái lứa này chắc là 1991 hết á, nên là cô ghi cái hồ sơ với lại cái học bạ của mình là 1991. Xong rồi tới cái lúc mà mình học xong lớp 5 để mà bắt đầu chuyển cấp lên cấp 2 á, thì cô mới phát hiện ra là cái hồ sơ của mình á, thì 1991, nhưng mà cái giấy khai sinh là 1992. Cho nên là cô đã gọi ba mình và kêu ba mình sửa cái giấy khai sinh á. Tại vì nếu mà sửa giấy khai sinh thì nó đỡ rắc rối hơn là cái việc mà đi sửa học bạ bằng tốt nghiệp, hồ sơ này kia đó. Cho nên là từ lớp 6 trở đi là giấy tờ của mình là đổi hết thành 1991. Và mình học với các bạn 1991 cho tới hết cấp 3. Sau đó thì mình trải qua một năm gap year và mình học chung với các bạn 1992. Thì nói chung là các bạn 1992 thì có thể gọi mình là chị, tại vì mình biết là mình cũng trông khá là già so với tuổi. Nhưng mà mình chưa bao giờ mình gọi các bạn 1991 là anh chị cả, tại vì từ nhỏ đến lớn mình học với các bạn nên là thường là mình gọi mày tao thôi. Điều thứ ba thì đây không phải là dòng thiệt của mình. Đấy, mình là dòng thiệt của mình nên mày ban nghe có hiểu không? Cũng hiểu sơ sơ đi. Mình biết chắc chắn là các bạn người miền Trung mà nghe mình nói cái giọng này á, thì các bạn sẽ biết mình là người miền Trung. Và cụ thể là mình là người Quảng Bình. Thì từ nhỏ tới lớn, tới lúc mà mình đi học ở trường cao đẳng kinh tế nước ngoài thì mình đều nói giọng miền Trung hết. Và lúc đó, lúc mà mình đi học ở trường cao đẳng á, thì hầu hết các bạn bè mình thì không hiểu mình đang nói gì. Mà lúc đó kiểu mình là cái đứa mà hay thuyết trình trên lớp nữa, nên là thực sự nghĩ lại cảm thấy rất tội nghiệp cho bạn bè mình luôn á. Nhưng mà từ cái lúc mà mình đi làm á, thì mình tự động đổi qua giọng miền Nam, kiểu cũng hơi hướng miền Nam một xíu chứ không thực sự là giọng miền Nam, để mà dễ làm việc cũng như là giao tiếp với mọi người á. Thì bạn bè mình nếu mà chưa có quen cái việc mà mình nói giọng miền Nam á, thì các bạn nói là cái giọng của mình vẫn khá là nặng và nhiều lúc là nghe thấy gớm á. Nhưng mà mình cũng kiểu cũng kệ thôi, tại vì chủ yếu là người nghe hiểu được và kiểu mà đạt được cái mục đích của việc giao tiếp, chứ không phải mà ngại xong rồi im im không có nói gì, không có giao tiếp gì thì làm sao mà làm việc được, đúng không? Đó thì mình biết là hầu hết các bạn mà gốc Quảng Bình á, thì lúc mà các bạn vào sống ở một thành phố nào đó thì các bạn thường dễ đổi qua giọng Bắc hơn, tại vì Quảng Bình cũng thuộc vùng Bắc Trung Bộ mà.
Nhưng mà mình không hiểu sao là mình không đổi qua được giọng Bắc mà mình lại nói được cái giọng mà kiểu hơi hướng miền Nam một xíu á. Đó nên là từ đó đến giờ là từ cái lúc mà mình đi làm thì mình hoàn toàn đổi qua cái giọng này luôn. Thì mình không bao giờ mất gốc cả, chỉ là mình phải, những cái bạn người miền Trung như mình thì phải cố gắng nói cái giọng, nói cái tiếng phổ thông để mà hòa nhập với cái môi trường sống và dễ làm việc hơn thôi. Mình vẫn 100% là người Quảng Bình, người gốc miền Trung. Thì lúc mà mình nói chuyện với bạn bè mình, người miền Trung, hoặc là nói chuyện với gia đình mình thì mình vẫn nói chuyện, nói giọng địa phương bình thường thôi. Chỉ là khi mà giả sử mình đang nói giọng miền Nam với những bạn khác, xong rồi có một người giọng miền Trung xen vô, thì lúc đó kiểu não mình sẽ đơ đơ vài giây, không biết là mình sẽ bật qua tiếng nào đây. Đó, kiểu kiểu như vậy á. Đó, nhưng mà tất nhiên thì cái giọng của mình không thể nào mà hoàn toàn 100% giống người miền Nam được. Có một số từ mà tới bây giờ mình vẫn không thể mà phát âm giống người miền Nam được. Ví dụ những cái từ mà ở Vĩnh Anh á, A như Anh á, ví dụ từ bánh. Khi mà mình nói từ bánh thì có nhiều người sẽ không biết mình đang nói cái từ bánh đó. Rồi tên của mình Giang, thì người miền Nam thì người ta không có phát âm kiểu cái Vĩnh An giống như mình phát âm, người ta sẽ kiểu phát âm nó mướt hơn mà nó nhẹ hơn á. Đó. Còn mình thì nói, khi mà nói tên mình thì mình sẽ nói nó kiểu nó hơi hướng miền Bắc một xíu, nhưng mà mình thực sự mình vẫn không thể nào mà đổi qua hoàn toàn giống người miền Nam được, thực sự không được luôn. Đó, nói chung là đó là cái câu chuyện về giọng nói địa phương và giọng phổ thông của mình. Tiếp theo đó là tình trạng hôn nhân và gia đình. Thì mình là gọi là sao ta? Bông đã có bại hả? Bông đã có bại nghe cũng hơi ghê nhỉ, nghe thô á. Thì nói chung mình là bông đã có chậu nhưng mà chưa có nụ. Đó, thì chồng mình thì không phải là người Việt Nam, cũng không làm việc trong ngành logistics. Thì chồng mình trước đây cũng là bạn bè bình thường, xong rồi sau đó thành bạn thân, bạn trai, rồi được nâng cấp lên làm chồng. Đó, hiện tại thì tụi mình chưa có em bé, chủ yếu là vì lý do sức khỏe của mình không có được khỏe lắm. Nhưng mà hy vọng sắp tới thì sức khỏe của mình sẽ tiến triển tốt hơn và tụi mình sẽ sớm có tin vui. Điều tiếp theo, trong suốt 30 năm cuộc đời của mình á, thì khoảng hơn 17 năm là mình sống ở Quảng Bình, khoảng 8 năm mình sống ở Sài Gòn và gần 5 năm mình sống ở Singapore. Nhưng mà hiện tại thì mình vẫn 100% là người Việt Nam, mang quốc tịch Việt Nam. Điều thứ năm đó là mình là một cái đứa rất là dễ ăn khi mà ở Việt Nam, nhưng mà khi mà qua Singapore thì mình thành một cái đứa kén ăn. Tại vì thực sự là mình không có hợp đồ ăn ở đây. Mình thì cũng như phần đông người Việt Nam, đó là mình rất là thích ăn rau. Mình có thể ăn hết tất cả các thể loại rau trên đời này. Nếu mà người ăn được, người khác ăn được thì mình sẽ ăn được. Đó. Ngoài ra nữa thì mình rất là thích ăn những cái thứ mà kiểu béo bở một xíu. Ví dụ như là phô mai này, rồi bơ này, rồi đầu cá, da cá, bụng cá, mắt cá này, rồi thịt ba rọi này. Rồi mình cũng thích ăn những cái thể loại mắm nữa. Ví dụ như là bún mắm nêm, rồi bún đậu mắm tôm hay kia. Đó. Và nhắc tới bún đậu mắm tôm thì mình nhớ là có một cái câu chuyện mà tới bây giờ cái chị đồng nghiệp cũ của mình vẫn luôn nhắc lại, đó là cái lúc mà mình ra Hà Nội training. Mình không nhớ cái năm 2017 gì đó, thì mình ra training một tuần 7 ngày và hết 4 năm ngày gì đó, thì ngày nào mình cũng réo gọi cái chị đồng nghiệp của mình là chị chở em đi ăn bún đậu mắm tôm đi, em thèm quá. Đó, nhắc tới còn thèm nữa. Điều tiếp theo, hiện tại thì cân nặng của mình là 51kg và chiều cao thì tầm khoảng 1m62, 1m63. Mình thì thực sự không biết là mình cao bao nhiêu, tại vì mỗi lúc mà mình đi khám sức khỏe thì kiểu mỗi lúc mỗi khác. Nhưng mà mình chắc chắn đó là mình cao trên 1m6 và thấp hơn 1m65. Lúc mà mình mang quần dài á, thì có vẻ như là mình cao tới 1m65, tới 1m68 á. Tại vì cái chân của mình nó cũng khá là nhỏ, với lại cũng khá là thon gọn. Và chân mình thì dài hơn lưng, cho nên là mọi người có nghĩ là mình cao như vậy, nhưng mà thực sự là mình chưa cao tới 1m65 đâu. Nhưng mà nói chung thì mình cũng không có quan tâm và cũng không có ngại chia sẻ về chiều cao cân nặng của mình với người khác. Tại vì mình kiểu là một con người của thể thao, mình rất là thích chăm và rất là thích tập thể dục cũng như những cái hoạt động ngoài trời á. Nên là mình nghĩ là miễn sao mình khỏe, rồi là cơ thể mình cân đối gọn gàng là được, chứ còn những con số thì cũng không quan trọng lắm. Điều thứ 8, cái điều mà mình không thích nhất trên cơ thể của mình đó là mũi. Thì mũi của mình á, kiểu mà nếu mà để tự nhiên không nói không cười gì hết thì cũng trông khá là ok,
cũng gọi là có sống mũi này kia đó, nhưng mà lúc mà mình cười mình nói thì nó trông khá là thô. Nhưng mà mình thì không có ý định phẫu thuật thẩm mỹ, tại vì mình thích cái vẻ tự nhiên hơn, và cũng vì lý do sức khỏe đó là mình bị viêm xoang nên là mình sợ ảnh hưởng tới sức khỏe nữa. Điều thứ chín đó là mình có một cái nỗi sợ đối với những cái thứ kiểu cao to khổng lồ á, tại vì hồi nhỏ mình cứ hay bị ám ảnh những cái con quái vật khổng lồ hay là khủng long khổng lồ gì đó, nên là mình đã sợ kiểu như ví dụ như là voi này, ví dụ mình cảm thấy là mình tới gần mà kiểu nó đạp mình một cái là mình thành tro bụi ngay, hay là tòa nhà, ví dụ tòa nhà Beteco này mình tới mình cũng cảm thấy sợ, hay là những cái con tàu mà kiểu lớn cỡ như là tàu của Evergreen lúc mà mắc kẹt ở kênh đào Suez á, mình cứ có cảm giác nếu mà mình tới thì những thứ cao to khổng lồ đó nó sẽ kiểu nuốt chửng mình luôn đó. Mình có một cái nỗi sợ vô hình như vậy. Điều thứ 10 thì mình rất là thích nghe nhạc, thích hát, rồi thích nhiều cái thể loại nhạc và nhiều ca sĩ khác nhau. Hiện tại thì mình chủ yếu là nghe nhạc US UK, nhưng mà ngoài ra thì mình cũng nghe nhạc Pháp này, nhạc Ý, nhạc Tây Ban Nha, rồi nhạc Hàn, nhạc Trung, nhạc Nhật, Thái Lan, Mexico, Brazil, vân vân. Nói chung là có những cái bài hát mà kiểu mình vô tình nghe mà mình cảm thấy hay thì mình sẽ cố gắng tìm bằng được để nghe. Và mình cũng có nghe nhạc Việt nữa, nhưng mà mình thì kiểu không có nghe theo trend của giới trẻ hiện nay á, nên là có những cái bài mà kiểu nổi tiếng từ 6 7 năm trước rồi, nhưng mà tới cái lúc mà năm 2020 và 2021 mà mình làm việc ở nhà khá là nhiều, xong rồi kiểu vừa làm việc vừa nghe nhạc á, thì mình kiểu vô tình nghe thì tới lúc đó mình mới biết là có những cái bài hay như vậy luôn. Điều tiếp theo đó là mình rất là thích nấu ăn và kiểu rất là tận hưởng cái việc nấu ăn luôn á, tại vì mình cảm thấy là nấu ăn nó mang lại cái cảm giác thư giãn, thư thái cho mình, và mình cũng cảm thấy mình nấu ăn khá là ngon. Điều thứ 12, mình hiện tại thì chỉ biết tiếng Việt và tiếng Anh thôi, và mặc dù là mình sống ở Singapore là một cái nước mà có hơn 70% dân số là người gốc Hoa, nhưng mà mình thì không có nói được nhiều tiếng Hoa, tại vì chủ yếu là mình làm biếng học nên là mình chỉ biết những cái từ và những cái câu cực kỳ đơn giản thôi. Điều tiếp theo đó là mình rất là thích mùa hè và thích cái cảm giác mà kiểu năng động rồi bình yên mà mùa hè mang lại, ví dụ như là biển xanh, nắng vàng, gió hát này kia đó. Nhưng mà mình lại rất là sợ và rất là ghét mùa đông, tại vì mình bị viêm xoang cho nên là kiểu mình cảm thấy là mình không sống sót được trong mùa đông á. Mình nhớ là suốt 17 năm mà mình ở quê, mình ở Quảng Bình á, thì Quảng Bình thì vào mùa đông thì trời rất là rét, và lúc nào cái mũi của mình cũng kiểu sụt sùi, hắt xì, sổ mũi này kia á, nên mình rất là sợ. Và lúc mà mình đi làm á, nếu mà mình ở công ty một mình thì mình không cần bật máy lạnh, và nếu mà có đồng nghiệp á, thì nếu đôi lúc mình cảm thấy lạnh quá thì mình sẽ chỉnh nhiệt độ lên 28 độ, và lúc mà văn phòng nóng thì lúc nào mọi người cũng biết chính mình là cái đứa mà đã chỉnh máy lạnh lên. Nói chung là mình chịu được nóng nhưng mà không chịu được lạnh, cho nên là mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà sống ở những nơi ví dụ như là Sài Gòn hay là Singapore, quanh năm không bao giờ có mùa đông cả. Điều tiếp theo đó là mình rất là mê bóng đá và thường thức đêm thức hôm để mà xem những cái giải lớn, ví dụ như là World Cup này, rồi Euro này đó. Và cái đội bóng ưa thích của mình kiểu như là tình yêu của đời mình luôn đó là Italia, và cầu thủ yêu thích nhất của mình đó là Andrea Pirlo. Nhưng mà hiện tại thì chú này kiểu đã chuyển qua làm huấn luyện viên rồi chứ không còn đá nữa. Còn những cái lứa cầu thủ trẻ sau này thì thực sự là mình cũng chưa biết là mình thích ai nữa. Điều tiếp theo đó là mình cảm thấy mình là một cái đứa cũng hơi bị OCD một xíu, mặc dù không có nặng lắm, nhưng mà mình cũng có một số cái việc ví dụ như là mình luôn sắp xếp và luôn dọn dẹp đồ đạc gọn gàng ngăn nắp này kia, rồi hoặc là trên cái màn hình máy tính của mình á, màn hình chính á, không bao giờ mình để những cái file, những cái folder lộn xộn này kia đâu. Rồi mình cũng thích kiểu copy hình rồi là video từ điện thoại vào ổ cứng, tại vì mình thấy nếu mà để bừa bộn trên điện thoại thì mình cũng cảm thấy khó chịu nữa. Rồi nói chung là mình kiểu thích cái việc gì mà nó hơi đệt đòi một xíu chứ không có dở dở ương ương, ví dụ trời vừa nắng vừa mưa mình không thích những cái thứ như vậy. Điều tiếp theo thì mình là một cái đứa khá là nóng tính, và gia đình và chồng mình thì luôn là những người chịu trận cho cái sự nóng tính của mình. Nhưng mà càng lớn thì mình càng cố gắng kiểm soát và điều chỉnh cảm xúc của mình á, để mà không vì cái sự nóng tính của mình mà để xảy ra những cái điều đáng tiếc.
Điều tiếp theo thì mình là một cái đứa không hề xính ngoại, mình rất là thích dùng đồ hàng hóa của Việt Nam rồi thích đi du lịch ở Việt Nam này kia. Nhưng mà bản thân mình thì mình lại thấy mình khá là thú vị trong mắt người nước ngoài hơn so với là người Việt Nam, và mình cũng kiểu dễ bắt chuyện với người nước ngoài hơn nữa. Nhưng mà mình biết thì trong mắt người Việt Nam thì mình là một cái đứa khá là nhạt. Mình thì không thích thể hiện và kiểu là không thích trở thành trung tâm của vũ trụ của đám đông này kia. Đặc biệt là khi mà mình đi chung ở chung với những người mà mình không hợp tính hoặc là không thích á. Vì vậy khi mà một số bạn không có quen mình thì các bạn sẽ nghĩ mình trầm tính rồi ít nói. Nhưng mà những cái bạn mà quen mình hoặc là gia đình mình thì đều biết mình là một cái đứa cũng nghịch ngợm rồi hay bày những cái trò ngớ ngẩn. Nơi mà mình muốn đi du lịch nhất trên thế giới đó là Bhutan, đất nước của hạnh phúc. Lúc trước thì mình thích những cái nơi ví dụ như là Ý này, Thụy Sĩ này. Nhưng mà càng già rồi càng lớn này kia thì mình càng muốn tới những cái nơi mà kiểu gần gũi thiên nhiên và có cuộc sống yên bình hơn. Mình là một cái đứa mà bị say xe buýt và xe ô tô cực kỳ nặng. Nếu mà mình ngồi trên những cái xe này quá 40 phút á, thì đầu óc của mình sẽ kiểu lâng lâng và có dấu hiệu nôn ói tơi tả tới nơi rồi đó. Và những cái lúc mà mình đi máy bay thì mình sẽ cố gắng mình gom những cái túi giấy chống ói ở trên máy bay á, để mà để dành để sau này đi xe buýt và xe ô tô. Tại vì nếu mà kiểu mình nôn ói vào những cái bịch ni lông này kia thì cũng mất vệ sinh á. Thì bạn bè với lại đồng nghiệp của mình thì đã quá quen thuộc với cái việc mà mình bị say xe rồi, cho nên là mỗi lần mà đi chơi chung thì mọi người thường gọi mình là con mắm. Và có một cái điều lạ đời đó là mình không bị say máy bay và không bị say tàu, cho nên là thường khi mà đi du lịch thì mình sẽ chọn những cái địa điểm mà có thể đi được bằng máy bay nè, đi bằng tàu hoặc đi bằng xe máy. Mình rất là mù đường và tới mức gọi là ngu đường luôn á. Nhưng mà mình lại khá là rành bản đồ thế giới cũng như là những cái vùng địa lý trên thế giới và bản đồ Việt Nam nữa. Tại vì từ cái lúc đi làm thì mình nhận ra là mình có một cái niềm yêu thích đặc biệt với cái việc xem bản đồ. Mình cảm thấy là mình rất là nhỏ bé và trên thế giới có rất là nhiều thứ khác nhau, những cái miền khác nhau cho mình khám phá. Đó, nhưng mà về cái bản đồ thế giới rộng lớn như vậy á, thì mình khá là ok. Còn khi mà mình đi ra ngoài trong cái phạm vi nhỏ hẹp thì cái bệnh ngu đường của mình lại tái phát và lúc nào mình cũng phải đi theo Google Maps hết. Trên cơ thể của mình từ đầu tới chân á, thì lúc nào cũng có những cái vết kiểu vết sẹo rồi vết bầm tím này kia ha. Tại vì mình không hiểu sao là cơ thể của mình rất là dễ va chạm vào những thứ như là tủ, bàn, ghế này kia. Mặc dù là mình đã cố gắng rất là cẩn thận rồi nhưng mà không hiểu sao mình vẫn hay bị đụng vào những cái thứ như vậy. Cho nên là thường là chồng mình sẽ mua những cái miếng mút để mà dán vào những cái góc bàn, những cái mép bàn, mép tủ, mép ghế này kia để mà mình đỡ bị đau hơn khi mà va chạm. Mình rất là lười make up nhưng mà rất là chăm skin care, và cái con đường skin care của mình thì bắt đầu khá là trễ từ năm 2018. Lúc đó là mình bắt đầu đi học đại học bên này và kiểu vừa đi học và vừa đi làm nên mình thiếu ngủ đầm trọng và rất là stress. Lúc đó kiểu da mặt mình đã tàn tạ và không còn gì để mất luôn, nên là mình đã cố gắng tìm hiểu về cái quá trình skin care kỹ càng. Và trộm vía là da mình là da dầu nhưng mà không có nhạy cảm, nên là khi mà mình thử dùng một cái sản phẩm skin care nào lần đầu tiên á, thì mình cảm thấy là hợp luôn và mình sẽ dùng trong thời gian dài luôn. Mình rất là thích đọc và đặc biệt thích viết, tại vì mình nghĩ đây là cái cách mà giúp mình tìm lại cân bằng trong cuộc sống, tìm lại bản thân mình cũng như là giảm những cái căng thẳng trong cuộc sống của mình á. Thì có những lúc mà mình rất là stress á, thì mình sẽ cầm bút lên và mình viết trên cái hai mặt giấy A4 mà mình viết không ngừng nghỉ và không đọc lại những cái gì mình viết á. Thì sau đó mình cảm thấy thoải mái hơn và kiểu giảm căng thẳng hơn á. Thì đây là cái phương pháp mà mình thấy đã có rất là nhiều người chia sẻ cũng như thực hành, và mình thấy nó phù hợp với bản thân mình nên là mình sẽ duy trì cái phương pháp này. Mình không thích đeo những cái thứ trang sức này, rồi đồng hồ, nhẫn, lắc tay, vòng này kia, tại vì mình cảm thấy nó rất là vướng, rồi là kiểu như là nó là xiềng xích đối với mình vậy đó. Và cái thứ trang sức duy nhất mà mình đeo trên người mình bây giờ đó là cái dây chuyền này. Đây là cái dây chuyền mà chồng mình tặng và mình đã đeo cũng phải 6 7 năm gì đó rồi á. Còn những cái thứ khác thì ban đầu thì mình đeo cũng thấy khá là đẹp, lấp lánh này kia, nhưng mà khoảng 5 phút sau là mình cảm thấy chán là mình sẽ tháo ra. Mình không thể nhớ được cái biển số xe này, màu xe,
rồi hiệu xe, logo xe, mặc dù đó là cái xe mà mình chạy suốt cả năm trời. Và lúc mà qua Singapore làm việc cũng gần 5 năm rồi ấy, thì mình cũng đi nhờ xe của đồng nghiệp, của bạn bè này kia, nhưng không bao giờ mình nhớ được cái đặc điểm xe của họ. Và nếu mà mình đi cùng họ thì khi mà họ sẽ dắt mình tới xe của họ và nói là à đây là xe của tao, mày vô xe đi. Còn nếu mà người ta kêu mình đi tìm xe của họ thì thực sự không bao giờ mình tìm ra cả. Mình có rất là nhiều ước mơ từ hồi nhỏ tới giờ, rất là đơn giản thôi. Ví dụ là mình thích ăn bánh mì vào buổi sáng này, tại vì hồi nhỏ mình thường ăn sáng ở nhà và khi mà nhìn bạn bè mình ăn bánh mì thì mình rất là thèm. Rồi mình thích làm bánh kem này, rồi mình thích đồ muỗng nồi này, rồi thích ăn bột Milo hay là bột cacao á, kiểu lấy muỗng xúc ăn vậy luôn á. Đó. Thì mặc dù đối với nhiều người thì những cái ước mơ đơn giản như vậy nó kiểu nó khá là trẻ con, nhưng mà đối với mình thì mình vẫn cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà bây giờ mình lớn rồi và mình thực hiện được những cái ước mơ đó. Mình rất là thích uống trà và cà phê, nhưng mà nếu mà mình uống những cái thứ này mặc dù là một ngụm rất là ít vào buổi sáng thôi thì nguyên cái đêm đó là mình không có ngủ được, nên là chỉ những khi mà mình cần chạy deadline á, thì mình mới phải uống cà phê với trà thôi. Còn cái thức uống ưa thích nhất của mình vẫn là nước lọc. Nghe hơi nhạt nhẽo. Mình rất là thích thiên nhiên và động vật, cho nên là nếu mà sau này không có con hoặc là về hưu á, thì chắc là mình sẽ về quê nuôi gà, nuôi chó, làm vườn, rồi đầu tư thêm một cái xe bán bánh mì nữa. Đó là cái ước mơ to lớn của mình. Điều thứ 30 và điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ về bản thân mình trong ngày hôm nay, đó là hiện tại thì mình đang hướng tới một cái cuộc sống theo chủ nghĩa tối giản hay còn gọi là minimalism, và mình sẽ cố gắng trở thành một người sống tối giản hay còn gọi là minimalist. Tại vì mình cảm thấy cái phong cách sống này, cái lối sống này á, thì nó làm cho mình bình yên hơn này, hạnh phúc hơn, và cái sức khỏe về thể chất tinh thần của mình cũng được cải thiện rõ rệt, và kiểu nó cũng phù hợp với cái tính cách và cái con người kiểu đơn giản và bình dị của mình từ xưa tới nay á. Đó, nên mình cảm thấy là cái cuộc sống, cái chất lượng cuộc sống của mình nó được nâng cao lên, cho nên là mình đã đọc sách và tài liệu về cái lối sống này và quyết định sống theo chủ nghĩa tối giản. Mình hy vọng là qua cái video này thì các bạn sẽ biết thêm một chút xíu về con người của mình, và mình cũng nhân cơ hội này muốn gửi lời chúc mừng năm mới tới các bạn. Chúc các bạn có một năm thật là mạnh khỏe này, hạnh phúc và đạt được những cái thành công trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục đồng hành với mình trong những video tiếp theo. Mình là Giang và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.